Theo bình chọn của độc giả tạp chí du lịch CN Traveler, Việt Nam vừa lọt vào danh sách 10 điểm đến được yêu thích nhất trên thế giới năm 2019. Còn Diễn đàn Kinh tế Thế giới mới công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch năm 2019 thì Việt Nam được thăng hạng từ 67 lên vị trí 63 trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với một loạt giải thưởng quốc tế uy tín thì đây thực sự là động lực cho cả ngành du lịch, các địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên cả nước. Năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch được Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng 2 năm một lần, dựa trên 14 yếu tố như tài nguyên văn hóa thiên nhiên, giá cả, hàng không, dịch vụ du lịch, môi trường bền vững, an ninh an toàn, trên thang điểm từ 1 đến 7. Năm nay, Việt Nam vươn lên vị trí 63, từ số 67 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Đây là một cái bước tăng trưởng đáng kể, trong khi đó ở một số nước trong khu vực như ASEAN thì có cái xu hướng giảm. Đồng thời thì chúng ta cũng cần phải hạn chế các cái yếu tố tiêu cực hoặc là những cái chỉ số mà hiện nay đang đánh giá ở mức trung bình, tạo điều kiện thu hút khách thông qua cái việc mà có những cơ chế về visa nó thuận lợi hơn, tăng cường kết nối hàng không. Trong các chỉ số cạnh tranh, chính sách visa của Việt Nam tăng tận 63 bậc, từ vị trí 116 lên 53. Các chỉ số khác đều cải thiện như cạnh tranh về giá 35 lên 22, hàng không 61 lên 50, hạ tầng dịch vụ du lịch 113 lên 106. Đóng góp lớn phải kể đến các nhà đầu tư chiến lược, điển hình là FLC, một trong 5 nhà đầu tư du lịch Việt Nam hàng đầu với những dự án khép kín, vận chuyển lưu trú, hội nghị Sun Gold. Tập đoàn này vừa giành cúp vàng doanh nghiệp của năm lĩnh vực địa ốc tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2019 tại Áo. 3 năm qua, họ đã đón nhận 25 giải thưởng quốc tế. Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2019, FLC Quy Nhơn được vinh danh là khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam. FLC Hạ Long mới đi vào hoạt động hơn một năm đã trở thành khách sạn hội nghị hàng đầu châu Á, top 3 sân golf đẹp nhất thế giới năm 2018 và nhiều giải thưởng về kiến trúc, khách sạn của các tạp chí uy tín. Những giải thưởng góp phần khẳng định sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Giải thưởng là một cái sự khích lệ lớn để tập đoàn FLC sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là du lịch MICE, du lịch hội nghị, du lịch golf. Giải thưởng cũng là sự ghi nhận cho sự đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đối với ngành du lịch nói chung và cũng là một kênh quảng bá về hình ảnh du lịch Việt Nam rất hữu hiệu. Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa, Việt Nam ngày càng chứng minh sức cạnh tranh, đặc biệt là hạ tầng du lịch đẳng cấp. 10 tháng năm nay, Việt Nam đã đón gần 14,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài tăng 4 hạng năng lực cạnh tranh, Việt Nam còn vượt Indonesia lên vị trí thứ 4 Đông Nam Á về tăng trưởng khách quốc tế.